đâu? Dân trà, đem bánh. Dạ có ngay. Có đây. Đây, đây. Xin dâng cho bệ hạ trà và bánh. À, công nhận đó, nghe tao với mày là người hầu của nó vậy mày. Ngồi dưới trời mát nha, mà vừa uống trà vừa ăn bánh đã lắm đi. Bởi vậy, uống đi uống đi. Đọc sách không cho anh thằng một cuốn sách. Thôi sách mày sách nhảm không đọc gì. Bậy không, mấy cái sách này là tao mua lúc người ta đến bỏ đi. Hai thiên lập địa hả? Ừ. Sách hiếm nha mày. Ừ. Trời ơi, sợ bánh luôn. Mua nào sao mềm mày? Biết đâu bà để của tháng trước à. Dạ. Chào ba anh em mới qua. Lê. Ủa, Lê, ngồi đi em. Lê. Ủa, dạ. Đào đâu mà xem đi một mình vậy? Dạ, Đào nó bị mất giáo quyền rồi anh. Ủa, là sao? Là sao? Là Đào bị đau đó. Nó đau quá nên em không dám rủ nó qua đây. Cái gì? Đào, Đào bị đau hả? Đau, 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 đau sao? Đau có bị nặng không? Đau, đau nặng không? Hả? À, nói chung là bị tía quánh. Tại cái tội gặp anh đó. Cái gì? Tía dám đánh Đào luôn hả? À, dạ tía em mà. Sao, sao không gan vậy? Dám đánh Đào luôn kìa. Trời ơi, Đào có sao không? Đào, Đào, ta chiên Đào có bị gì không? Mình mấy Đào có bị sưng, có bị u chỗ nào không? Hả? À, dạ, Đào, Đào em của em nó không có sao hết á mà. Em thấy anh là có sao rồi đó. Từ từ đi anh, bình tĩnh ngồi xuống nghe em nói nè. Đào, không có Đào sao, có sao hết, không có sao hết. Chỉ là hơi đau đau nên em không có rủ nó qua đây thôi. Ừ, vậy hả? Ừ, vậy cũng đỡ. Bây giờ em qua thăm Đào nha. Nha nha, em qua thăm Đào liền nha. Em nghĩ tốt nhất là anh cứ từ từ đi. Chờ em á, em tìm có cách nào rồi em hẹn cho hai người. Chứ giờ anh mà qua gặp tía mất công rắc rối thêm á. Lại nữa. Lại nữa. Mình xin lỗi em. Dạ không sao anh. Lại là ông hai. Tại sao ông hai lại biết cái chuyện mà con Hải đi chơi với thằng Đào? Là sao? À quên, thằng Hải đi chơi với con Đào. Tại sao ông biết vậy? À ha. Tại sao ông biết ta? Ông lẽ nhà có đặt ông dòm hay là kính hiển văn gì đó? Không biết là ông dòm gì hết, mà tao nghĩ là ông dùng cái ống chân không á. Đó, cái ống chân ông dài dài phải không? Nhớ không? Ừ, cũng giống ống dòm lắm đó mày. Tao bảo đảm với mày luôn, trong cái nhà của ông á là nguyên cái sổ thù giặc đó mà dày cộm vậy nè. Vậy là ông còn nhiều bí kíp hơn mày luôn hả? Đó là sao bằng ông? Ủa, thôi vậy để tao kiếm mày thêm vài cuốn rồi nhập nhóm chung luôn nha. Ờ, vậy đi. Hai anh hả? Sao nói ai giống tía em quá vậy? Thì đúng rồi, đang nói ông hay lợi chứ ai. Ông đó. Vậy hả? Ừ. Thôi để em về em kêu tiếng qua nói chuyện chung cho vui. Mày ơi, không. Tao nói ông hai lợn. Ừ, ông hai lợn trời béo ơi. Ba của em là hai lợi. Không có. Không có gì hết á. Nhưng mà thật sự anh con hiểu luôn là tại sao ông biết gì em. Ờ à, đúng rồi đó. Tại sao bắt hai biết vậy? Thì nghe đồn đâu Mỹ Nhàn đó. Trời ơi. Còn Mỹ Nhàn qua gặp tía em rồi mát. Cho nên là mới... Cũng lại là cô ta nữa. Nhỏ đó thiệt là. Hôm bữa đó mà không có tao á là mày chết với nó nha mày. Đúng. Thôi để vô đây luôn cho nó lành nha. Rồi đập tiếp đi. Cũng là con Mỹ nha. Hình như nó có thù oán với con Đào vào kiếp trước hay cái gì. Kiếp trước chắc thiếu nợ người ta mấy trăm triệu mà không trả nè. Tại tao nè.